Chào mừng quý vị và các bạn đến với ván đấu giữa hai danh thủ Lại Lê Huynh và Nguyễn Thành Bảo. Trong ván đấu này, danh thủ Lại Lê Huynh là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Nguyễn Thành Bảo là người cầm quân đen đi sau. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Đánh tới đây thì bên đỏ nhận thua